Các bác, em lên sóng thanh lý nhanh cho các bác mấy cái thớt của dòng ở đây là của hãng Nờ Lông này, rồi hãng này Essay, hãng này Onkyo này. Một con này là của Onkyo, con này của Nờ Lông này, một con này của Sansui. Con Sansui này thì nó là cái dòng FM nhá, Tuller, có mã là TA77 nhá. Đấy, con này thiết kế mặt máy rất là đẹp. Đấy, có cái chỉnh các chế độ. Đấy, con này thì em nói luôn là các cái dòng này thì em bán thanh lý rồi nhá. Về các bác lấy linh kiện này làm gì thì làm thôi nhá. Đấy, về có thử được thì dùng, không thì các bác lấy linh kiện được chưa. Đây trưng bày, những con này trưng bày rất là đẹp. Mặt nhôm con thứ rất là đẹp. Đây, đây là con kích thước của nó size 7 các bác nhá. Đấy, kích thước của tất cả những dòng này là size 7 này. Đấy. Thì ở đây có 3 thớt. Đấy thì ở đây là thớt Sansui. Con Sansui TA77 này thì hình thức còn rất là đẹp nhá, hình thức còn rất là đẹp. Đấy. Sansui TA77. Đó, hình thức còn rất là đẹp. Con này thì mặt nhôm này rất là đẹp nha các bác nhá. Con này để các bác giá là 350 nhá, Sansui 350 này. Con này là con CD của hãng Nờ Lông F07. Đây là con CD. Đấy. Con này để các bác giá 400. Đấy. 400 nhá. Con này 400 này, CD 400 F7 400 này. Con này 350 của dòng Sansui, dòng Tuller. Con này trưng bày đẹp này. Các bác mua con này về mình trưng bày đẹp dã man luôn này. Con này để trưng bày đẹp tuyệt vời. Quá đẹp luôn. Máy vỏ viết còn ngon lắm. Con này nó là kiểu một dạng con Omni của Onkyo. Con này là con R77 Onkyo này. À, một thớt Omni, con này thớt Omni R77. Đấy, R77. Này có các đầu vào rồi kẹp loa các kiểu này. Con này công suất là 72W các bác nhé. 72W. Đấy. Ok, volume này. Đấy, thiết kế con này kiểu dạng mỏng rất là đẹp. Đấy, kích thước của nó cũng là dòng size 27 luôn. Đấy. Con này là một con Omni. Đấy, thì về các bác tự thử nha. Đây thì em cũng chưa thử thế gì cả, nói luôn như vậy. Tất cả thớt này thì em cũng chưa thử thế gì cả, bởi vì là nó hàng kho đợt trước nó về các bác. Đấy thì nhiều khi nó để trong cùng cứ hàng này dồn hàng nọ vào ấy. Đấy. Cứ đống này dồn đống nọ thì nhiều khi là nó thành trong cùng. Thế bây giờ bắt đầu mới hôm nọ mới có thời gian bỏ ra thì dọn kho các bác. Thì bây giờ nó ở ngoài thì mới bỏ ra quay, còn không thì chắc cũng để. Chắc cũng không để nó. Đấy thì em nói luôn là em bán xả thanh lý luôn nhá. Đấy. Thì là con Onkyo, con này là con R77 đúng không ạ? Con R77 này thì con này con Omni. Thôi để các bác, con này thì chả biết sống chết về như nào. Em nuôi em chả thử đâu. Đấy thì để các bác con này tù mù luôn nhá. Tù mù giá là 600 nhá. Tù mù này, 600 con Omni này. Đấy, về các bác cắm điện thử xem. Con này là 400 này. Con này 350. Đấy thì bác nào mà chốt thớt nào thì alo cho em thớt đấy nhá. Vâng, xin chào các bác.